Một sự thay đổi người, và chắc chắn đó là sự thay đổi không mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo khi mà Tuấn Anh đã phải nhận những tình huống vào bóng ác ý của đối phương. Và Tuấn Anh đã rời sân ở phút 35 để nhường chỗ cho Xuân Trường. Đó là những âm thanh từ các cổ động viên Việt Nam. Hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Thái Lan đã chứng kiến một sự áp đảo của đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với hai bàn thắng ở các phút thứ 14 và 34. Thêm một lần nữa thì Fabio de Lima lại ghi bàn cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và đây sẽ là cái tên mà chắc chắn là đội bóng của chúng ta sẽ cần phải đặc biệt chú ý đến trong trận đấu vào ngày 15 tới. Và có vẻ như Văn Toàn sẽ nhường vị trí cho Công Phượng. Ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì huấn luyện viên Kiatisak đã sử dụng rất hiệu quả Công Phượng mỗi khi tung cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị. Bên phía đội tuyển Indonesia cũng liên tiếp có những sự thay đổi cầu thủ. Osvaldo Hayes vừa rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 16, Witan Suleman. Ở trận đấu với Thái Lan thì Witan Suleman mang áo số 8, hôm nay mang áo số 16. Với đội tuyển Việt Nam vẫn là những số áo quen thuộc. Việc Công Phượng vào sân là sự thay đổi cầu thủ thứ hai mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện ở trong trận đấu hôm nay. Xuân Trường vào sân thay cho Tuấn Anh, còn Công Phượng vào sân để thay cho Văn Toàn. Đến lúc này của mùa giải thì Công Phượng cũng đã có 6 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Hy vọng rằng đội bóng của chúng ta sẽ chơi với một sự hiệu quả lớn hơn nữa trong hiệp đấu thứ hai này, và hy vọng rằng ông trọng tài người Kuwait Alawi Ahmad cũng sẽ bắt chính xác hơn trong những tình huống ở trên sân. Hiệp đấu thứ hai vừa được bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Như vậy là Vickery cũng đã được tung vào sân để thay cho Chayori số 15. Đường chuyền của Hồng Duy. Công Phượng pha chạm bóng đầu tiên. Số trường. Không vào. Thủ môn đội bạn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi của Xuân Trường. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta, bởi cú ra chân này của Xuân Trường, bóng cũng chưa chạm tay của thủ môn đội bạn, nó chạm vào xà ngang trong sự nuối tiếc của chúng ta. Bóng đi vừa căng vừa xoáy trong cú đá vừa rồi của Xuân Trường. Đó là một cú sút ngay của cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia. Và đó là người mới được tung vào sân, Vickery. Vickery cũng là một trong những cầu thủ đã chơi tại SEA Games 2019. Nhờ trận đấu với đội tuyển Việt Nam chúng ta thì cầu thủ này không được đá chính. Đó là trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Ở đầu các hiệp đấu thì đội tuyển Việt Nam vẫn luôn gây ra nhiều thử thách cho thủ môn đối phương bằng những cú đá từ xa. Đầu hiệp 1 là cú vô lê của Tuấn Anh, còn ngay đầu hiệp 2 này là cú sút từ xa rất ấn tượng của Xuân Trường. Quả đá phát lên dành cho đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường đường chuyền một chạm chính xác. Quang Hải, cánh trái đang là Hồng Duy. Những pha chạm bóng nhanh của Xuân Trường. Cỏ phát bóng lên cho Indonesia. Nếu như ông Park Hang-seo sử dụng Văn Hậu trong những phút tới thì cũng có thể là một giải pháp đặc biệt cho những tình huống mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta được hưởng phạt góc. Chiều cao tốt, Văn Hậu là một cầu thủ có thể biến những quả đá phạt góc thành những thời cơ cho chúng ta. Chính Văn Hậu là người đã mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games với Indonesia bằng một pha đánh đầu ghi bàn sau quả đá phạt của Hùng Dũng. Phan Văn Đức, Văn Thành và Phan Văn Đức. Văn Thành rất nhịp nhàng tiến lên. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Rất nhịp nhàng. Những pha phối hợp 1-2 giữa Phan Văn Đức, Văn Thành và cú giật gót lại của Văn Thành là quá tuyệt vời, đầy cảm giác. Và tôi ước gì Tiến Linh cũng thực hiện thêm một cú đánh gót nữa cho có lẽ là Quang Hải đứng ở vị trí thuận lợi phía sau. Đó đã là pha dứt điểm thứ 10 của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu hôm nay. Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu tròn vai. Hồng Duy, Tiến Linh, Tiến Linh, Tiến Linh ơi, Tiến Linh, vẫn còn, vào. Tuyệt vời, Tiến Linh mặc áo số 22. Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh, nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Agua Winata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa quả bóng tới vị trí của Xuân Trường. Và sau đó là một cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang lại sự vỡ hòa của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cổ động viên. Và tôi tin rằng ngay cả bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì nhâm vàng cũng đã vang lên để ăn mừng bàn thắng này của Tiến Linh. Và chúng ta thấy rằng cao thủ Indonesia dữ dội ngay cả với vị trọng tài điều khiển trận đấu. Thêm lần nữa thì Indonesia lại để thua bàn ở đầu mỗi hiệp. Thêm một tình huống lên bóng nữa.
không có gì cả. Nguy cơ đã qua đi đối với khung thành của môn Bùi Tấn Trường. Còn ở phía bên kia của môn thì Nadio đã phải nhận thẻ vàng. Thủ môn của Indonesia đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Quý vị có thể theo dõi lại bàn thắng của Tiến Linh vào lưới đội tuyển Indonesia, theo dõi những thông tin cập nhật về UEFA Euro 2020, cũng như là việc cập nhật thưởng thức những thông tin mới nhất, nóng nhất của các giải đấu và các sự kiện thể thao ở trong chuyên mục VTV Sports trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số nhưng cũng cần chơi thực sự tập trung. Đến lượt Phan Văn Đức bị đau. Pha đẩy sau rất rõ ràng của Abinamiu. Ngoài một tác động bằng tay thì Abinamiu còn sẵn sàng có một tình huống kê chân đối với Phan Văn Đức. Xuân Trường đã để lại dấu ấn khi vào sân để thay Tuấn Anh. Anh chơi đúng nhịp mà Tuấn Anh đã thể hiện trước đó, đón những quả đá phạt sẵn sàng cho những tình huống dứt điểm tuyến hai, và là người đã thực hiện đường truyền rất vừa tầm để Tiến Linh băng xuống và phát huy những phẩm chất là sở trường của mình. Tiến Linh đã ghi bàn vào lưới Indonesia, tạo ra siêu phẩm vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và ngày hôm nay phá vỡ thế bế tắc cho chúng ta. Những pha phượt một chạm sẽ càng trở nên thăng hoa hơn. Hồng Duy, Quang Hải. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là những cầu thủ vào sân đều có trình độ tương đương với những người được cho ra nghỉ. Văn Thanh, hợp lý. Phan Văn Đức, Quang Hải. Quý vị cũng đừng bất ngờ nếu Quang Hải ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn, rất hay. Tiếc là bóng không tới được vị trí của Công Phượng sau đường truyền của Phan Văn Đức. Chúng tôi đã nói về việc đội tuyển Indonesia có thể chơi rất rắn, chơi rất tập trung và có một kết cấu đội hình chặt chẽ. Nhưng một khi đội tuyển của chúng ta có được bàn thắng thì điều đó có thể thay đổi 180 độ. Và những pha phối hợp mà chúng ta được thấy ở trong một vài phút vừa rồi dường như đã thể hiện điều đó. Khi mà đội tuyển Indonesia bị xuống tinh thần và không còn giữ được sự tập trung như trước nữa. Công Phượng đá phạt. Công Phượng đã không ít lần thử thách các thủ môn tại V-League năm nay bằng những quả đá phạt góc. Và thậm chí là nếu may mắn thì Công Phượng đến lúc này đã có thể ghi bàn từ những quả đá phạt góc rồi. Và vừa rồi là một thử thách dành cho Awa Winata. Chắc chắn là Liên Bang Sơ khuyến khích Công Phượng cho những quả đá thẳng, khi mà những quả đá phạt góc xuất hiện với chúng ta là rất nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng, thêm một quả đá phạt góc nữa. Đội tuyển của chúng ta đã thay đổi người thực hiện đá phạt góc khá nhiều ở trong trận đấu hôm nay. Duy Mai, đây rồi, Duy Linh. Thêm một cú đá nữa. Cầu! Phan Văn Đức. Chỉ có một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả penalty. Cú đá trước đó ở ngoài khu vực 16m50 là của Xuân Trường. Xuân Trường vào sân và chúng ta vẫn đang duy trì được nhịp tấn công rất hiệu quả, dồn dập về phía khung thành của Nadio. Xuân Trường. Quế Ngọc Hải là người đón đường truyền của Xuân Trường và thậm chí trung vệ của chúng ta sẵn sàng cho một pha tung người móc bóng. Quý vị có thể thấy là khi những trung vệ dâng cao thì
Hai cầu thủ chạy biên là Hồng Duy và Văn Thanh sẽ đá thấp cùng với Duy Mạnh bảo vệ khung thành của Tấn Trường. Phạm Văn Đức. Đây có thể sẽ là quãng thời gian mà Indonesia đẩy cao đội hình. Sẽ có những thách thức nhất định cho hệ thống phòng ngự của chúng ta, nhưng cũng sẽ có những thời cơ được mở ra cho những pha phản công vốn là sở trường của những cầu thủ Việt Nam. Một tấm thẻ màu vàng tiếp theo dành cho cầu thủ của Indonesia. Và đây là điều đã xảy ra với Tiến Linh. Những động tác vung chân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm với thân thể của các thủ đội tuyển Việt Nam. Số thẻ mà Indonesia phải nhận cũng đang nhiều như những gì mà chúng ta được hưởng những quả đá phạt góc. Và nó cho thấy một sự khác biệt rất lớn về mặt thế trận của hai đội ở trong trận đấu hôm nay. Quang Hải có một đường kiến tạo tuyệt vời để Tiến Linh lập công. Cách mà đội bóng của chúng ta phối hợp cùng nhau để tạo nên bàn thắng mở tỷ số cũng là rất hay. Quang Hải đã hút cầu thủ đối phương với một pha chạm bóng tinh tế để bắt đầu cho tình huống mà chúng ta tạo nên bàn thắng. Chính sự khéo léo của Quang Hải đã mở ra không gian cho Xuân Trường và Tiến Linh. Số 6 cùng với số 22 đã không bỏ qua thời cơ đó để cùng nhau mang về bàn thắng mở tỷ số. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ vào sân ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ là sự thay thế cho Phan Văn Đức. Hoàng Đức vào sân đồng nghĩa với việc Quang Hải có thể chơi nhô cao hơn để cùng với Tiến Linh và Công Phượng tạo ra ba vị trí trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh, Xuân Trường rất tốt, Hoàng Đức, cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng, Quang Hải sút bóng. Sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại
và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Chúng ta chắc chắn là đã được giải tỏa rất nhiều sau quá nhiều những ức chế mà chúng ta phải đối mặt trong hiệp đấu đầu tiên vì những pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương. Nhưng ngay cả khi đó thì những phẩm chất chơi bóng rất hay của các cầu thủ Việt Nam vẫn được thể hiện. Và khi điều đó không còn xuất hiện ở hiệp đấu thứ hai này nữa bên phía Indonesia thì thực sự là các cầu thủ của chúng ta đã thăng hoa. Đây là lúc mà An Maktoum đã thực sự trở lại là một sân bóng đá, là một sàn diễn bóng đá, chứ không còn là một sàn võ đài như những gì đã thấy trong hiệp đấu đầu tiên. Quả đá biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì các cầu thủ Indonesia đã được nếm trải cái gọi là đẳng cấp. Đẳng cấp của Tiến Linh, đẳng cấp của Quang Hải và những màn ăn mừng như thể là những tượng đài ở trên sân An Maktoum vậy. Và tôi nghĩ rằng tương đối vội vàng để đánh giá tài năng của ông Shin Tae-yong chỉ qua một trận đấu này, nhưng thực sự là thất vọng với cách mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đã chỉ đạo các học trò đá rắn trong hiệp đấu đầu tiên. Còn thực tế với một quá trình dẫn dắt một dàn cầu thủ trẻ của Indonesia thì sẽ cần thêm thời gian cho ông Shin Tae-yong để tạo ra dấu ấn nơi đội bóng này. Với thế trận này thì khi chúng ta đã có bàn thắng thứ hai cũng có thể nghĩ tới pha làm bàn thứ ba. Thực sự là rất khó nhớ một cầu thủ nào trên sân của Indonesia. Bởi đội bóng này không có cá nhân nào nổi trội. Và ấn tượng về Indonesia cho đến thời điểm này chỉ là những tình huống phạm lỗi mà thôi. Những sự lựa chọn con người của huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại đều chính xác, ngay cả khi kế hoạch của ông phần nào phải thay đổi vì Tuấn Anh phải rời sân. Hoàng Đức cũng đã từng tạo nên một siêu phẩm vào lưới của U22 Indonesia trận đấu ở vòng bảng SEA Games. Khó có thể đếm được đây đã là cú đá phạt góc thứ bao nhiêu của đội tuyển Việt Nam rồi. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phương đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ ba dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi. Và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến. Và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên.
Bóng đá luôn làm cho người ta trẻ lại. Và những sự điều chỉnh của người đàn ông trẻ lại Park Hang-seo cho đến lúc này đã phát huy tác dụng rõ ràng. Xuân Trường vào sân để lại dấu ấn trong những bàn thắng. Công Phượng vào sân đã ghi bàn. Hoàng Đức vào sân giải phóng không gian cho Quang Hải để Quang Hải thực hiện cú ra chân sở trường của mình. Những tóm tắt về những bàn thắng của chúng ta. Tiếp theo là hai sự thay đổi cầu thủ liên tiếp mà ông Shin Tae-yong thực hiện. Kusedia Yudo rời sân. Một trong số hai cầu thủ có mặt ở trên sân là Mohamed Rafin. Indonesia xáo trộn số áo của các cầu thủ với hy vọng làm hoa mắt chóng mặt chúng ta. Chúng ta thì không cần phải thay đổi số áo, nhưng làm hoa mắt chóng mặt đối phương bằng màn trình diễn của mình. Một trận đấu mà Evan Dimas hoàn toàn mất tích. Người duy nhất không thay đổi số áo của Indonesia không thể để lại những dấu ấn nhất định. Quang Hải. Quế Ngọc Hải. Lúc này trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Thái Lan đang có tỷ số là 2-1. Đội tuyển Thái Lan vừa gỡ một bàn với pha lập công của Muenta. Xuân Trường. Xuân Trường ngay lập tức có phong độ cao khi vào sân. Anh không mất nhiều thời gian để thích nghi với những diễn biến và cả lối chơi rắn của đối thủ. Công Phượng. Đây là một mùa giải đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường. Và cũng là một mùa giải mà chúng ta thấy Công Phượng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị luôn thi đấu rất hay. Không có bàn thắng cho Indonesia. Khung thành của Tấn Trường vừa rung lên. Mọi thứ qua đi, không có đá phạt, không có bàn thua cho chúng ta. Anh Cương còn nhớ nụ hôn của Tấn Trường đầu trận dành cho những cột khung thành của mình. Vâng, đó là nụ hôn của sự may mắn. Ngay kể cả khi ngã thì Tiến Linh cũng đã rất thủ thế để có thể không bị đau trước pha vào bóng của đối phương. Còn vừa rồi là một tình huống có thể coi là hay nhất của đội tuyển Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một pha bóng phải nói là đáng khen cho Vickery, người vào sân từ băng ghế dự bị. Dũng mãnh nhưng thiếu đi sự may mắn. Đối với Tấn Trường cũng là một câu chuyện rất đặc biệt về hành trình của một thủ môn trở lại sau khoảng 6 năm. Khi là thủ môn của các đội tuyển Việt Nam thì một trong những trận đấu hay nhất của Tấn Trường là trận đấu gặp Singapore ở vòng bảng của AFF Cup 2010. Đó là khi mà chúng ta buộc phải thắng để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Và khi đó huấn luyện viên Calisto đã quyết định sử dụng thủ môn Tấn Trường thay vì thủ môn là người hùng của kỳ AFF Cup 2 năm trước đó, Dương Hồng Sơn. Và đó là một trận đấu rất hay của Tấn Trường. Trong những dấu ấn với bóng đá Việt Nam thì một trận đấu khác Tấn Trường đã chơi rất hay là trận chung kết Magdeca Cup 2008. Đội U22 Việt Nam đã đánh bại Malaysia sau là đá luân lưu. Còn vừa rồi là đường truyền của Công Phượng dành cho Hồng Duy. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu với nhiều hơn những sự thư thái. Công Phượng, Bùi Tiến Dũng. Rất nhịp nhàng, Hồng Duy. Hoàng Đức.
Một điều quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ cần cố gắng để tránh chấn thương. Quang Hải. Trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay 5 cầu thủ. Rất hay. Thêm một cầu nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Và thành! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Bắc Tùm của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây, khi An Bắc Tùm trở lại là một sân khấu bóng đá, thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thanh gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Chúng tôi trong cabin bình luận cũng đã có những hành động ăn mừng và tôi tin rằng dù lúc này đã là gần 2 giờ sáng rồi, ở trên khắp đất nước Việt Nam, các cổ động viên cũng đã có những biểu đạt ăn mừng khác nhau vì chúng ta không thể ngồi im trước những pha xử lý tuyệt vời đó của các chàng trai áo đỏ cho đến lúc này. Còn hơn cả mong đợi, 4-0 rồi. Trước khi bước vào trận đấu này thì chúng ta mới chỉ ghi có 5 bàn mà thôi. 3 bàn ghi vào lưới Indonesia trong trận lượt đi, 1 bàn vào lưới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 1 bàn vào lưới Malaysia. Và hôm nay chúng ta đã có thêm 4 bàn với tổng 7 bàn thắng ghi vào lưới của Indonesia đến lúc này. Thêm một cơ hội nữa cho chúng ta, đường chuyền của Tiến Linh. Rất hay. Xuân Trường. Xuân Trường. Indonesia dường như đã bị đuối sức rồi. Và đây là lúc mà năng lượng dự trữ từ phía các cầu thủ áo đỏ mới có dịp được thể hiện. Anh cứ ngạo đội tuyển Việt Nam giống hệt như một cỗ máy được chuyển sang chế độ ghi bàn. Cứ dứt điểm là ghi bàn. Chính xác là như vậy. Dây chuyền sản xuất bàn thắng của chúng ta đã hoạt động trơn tru ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và những câu chuyện mà chúng ta lo lắng, anh Cường ạ, về cái nắng nóng khủng khiếp ở miền đất Tây Á như UAE dường như cũng không còn là thách thức nữa khi đội bóng của Liên Park Hang-seo biết phân phối thể lực một cách rất hợp lý và có cảm giác như chúng ta rất quen với điều kiện thời tiết này rồi. Hồng Duy. Thực tế thì ngay trong hiệp đấu đầu tiên đã có những tình huống phối hợp của các cầu thủ Việt Nam cho thấy rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ với những pha đập nhả cảm giác như có trong sách giáo khoa vậy. Nhưng có lẽ vì những pha vào bóng quá ác ý, lối chơi rắn quyết liệt đã làm cho những nhịp bóng cuối cùng của chúng ta không như ý. Nhưng khi hiệp đấu thứ hai, sự bình yên trở lại thì những gì đã trở thành những pha phối hợp bài bản đã cho thấy tác dụng một cách rõ ràng. Bốn bàn thắng chỉ trong hiệp 2 đã được thực hiện. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được giới thiệu tới quý vị là quý vị có thể theo dõi lại tất cả những bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam đã có được ở trong trận đấu ngày hôm nay, cũng như rất nhiều những thông tin cập nhật về UEFA Euro 2020, giải đấu sẽ khai mạc vào đêm thứ bảy tuần này. Bên cạnh những thông tin mới nhất, nóng nhất, cập nhật nhất,
của các sự kiện thể thao. Và đây rồi, trong chuyên mục VTV Sport trên ứng dụng VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, và đây rồi thưa quý vị, Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu sẽ vào sân để thay Tiến Linh. Cùng là một vị trí dứt điểm nhưng Văn Thành đã ghi bàn. Thẻ vàng dành cho ông Shin Tae-yong. Một thẻ phạt dành cho ngay cả một người không thi đấu ở trên sân bên phía đội tuyển Indonesia. Ông Shin Tae-yong đã đến Indonesia khoảng hơn một năm rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển Việt Nam của Huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi đến với bóng đá của chúng ta thì chưa bao giờ thua trước bất kỳ một đối thủ Đông Nam Á nào. Ông Shin Tae-yong cho dù đã từng giúp đội tuyển Hàn Quốc đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup 2018 thì ngày hôm nay vẫn phải đối mặt với một kết quả nghiệt ngã. Mà anh Cường ạ, huấn luyện viên Park Hang-seo lại rất hay, luôn là nỗi ác mộng với những huấn luyện viên dự World Cup và gây ấn tượng tại World Cup. Bert van Marwijk đã từng để lại rất nhiều dấu ấn với đội tuyển Hà Lan, cũng đã từng thất bại. Nishino của đội tuyển Thái Lan cũng từng thua tại King's Cup. Và hôm nay, một người bước ra từ sân khấu lớn World Cup, ông Shin Tae-yong, không thể làm đảo ngược hoàn cảnh mà thậm chí còn phải nhận thẻ vàng. Văn Hậu có cơ hội được sống trong hơi thở của một trận đấu chính thức và làm quen với nhịp thi đấu quen thuộc của những người đồng đội. Hồng Duy, Văn Hậu, lại là một pha bóng có thể nói là ác ý nữa của cầu thủ đội bạn, đó là của Asnawi. Khi Văn Hậu vào sân thì Duy sẽ được đẩy lên đá cao như một tiền đạo cánh. Điều này đã từng xuất hiện ở trận đấu đầu tiên của chúng ta ở vòng loại với Thái Lan. Công Phượng thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định là sau lượt đấu hôm nay thì đội tuyển của chúng ta vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng G. Bất chấp kết quả của trận đấu giữa UAE và Thái Lan. Và tôi tin rằng anh Cường ạ, khi các chuyên gia, các trợ lý của ông Bert van Marwijk theo dõi trận đấu này thì cũng sẽ có những phân tích tính toán cho trận đấu có thể coi là trận chung kết của bảng đấu với UAE vào ngày 15 tháng 6 tới. Những sự cố gắng đến từ phía cầu thủ của Indonesia. Trận đấu giữa đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan vẫn đang có tỷ số 2-1.
Và nếu đó là một trận hòa của Thái Lan trước UAE thì đó là một kết quả tuyệt vời với chúng ta. Có vẻ như chính các cầu thủ Indonesia mới là những người không còn sức để mà đá bóng nữa rồi. Họ đúng là rất muốn tổ chức hãm thành nhưng luôn không đủ người ở trong những pha bóng như vậy. Pramata Ahan đang bị đau. Đúng là Xuân Trường kể từ khi vào sân đã chơi cực hay. Không chỉ là đường kiến tạo trong bàn thắng mở tỷ số mà Xuân Trường cũng chơi rất tốt ở trong những pha tranh chấp và những tình huống thu hồi bóng. Các cổ động viên của chúng ta đang hô vang trên những khán đài của Al Maktoum, và anh Cường ạ, trong điều kiện nắng nóng như thế này thì thực sự là các cổ động viên đã được tưới mát bởi cơn mưa bàn thắng mà Công Phượng, Quang Hải, Văn Thanh và Tiến Linh đã mang lại. Một màn trình diễn có rất nhiều ý nghĩa đối với các cổ động viên và với đất nước của chúng ta khi mà chúng ta đang rất nỗ lực để chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Và thêm một sự động viên rất đáng quý nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đã liên tiếp ghi bàn thắng thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn để chúc mừng và biểu dương các cầu thủ vào huấn luyện. Và trước khi các cầu thủ lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thi đấu thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có thư động viên các cầu thủ và huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó luôn là những sự quan tâm rất kịp thời và đầy ý nghĩa để giúp cho các cầu thủ chúng ta vững tin thi đấu tại một nơi nắng nóng trước những đối thủ mạnh và cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và có thể thấy khi các cầu thủ chúng ta phải đối mặt với những tình huống vào bóng và phải đối mặt với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì rõ ràng các cầu thủ đã hiểu rằng họ vẫn phải nỗ lực hết mình vì niềm tự hào dân tộc, vì sức mạnh lớn lao của đồng bào, của những cổ động viên Việt Nam luôn ở phía sau để là động lực tuyệt vời cho thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Chắc hẳn là các cầu thủ sẽ cực kỳ xúc động khi nhận được sự chúc mừng và biểu dương từ phía Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khi lúc này ở Việt Nam đã là 1:30 rạng sáng ngày 8 tháng 6 rồi. Những phút cuối cùng của trận đấu và bây giờ có thể khẳng định chắc chắn là 3 điểm sẽ thuộc về chúng ta. Đội tuyển Việt Nam sẽ xây chắc ngôi đầu với 14 điểm sau trận đấu này. 4 bàn thắng đã ghi và 14 điểm để củng cố vị trí số 1. Cơ hội tiếp tục đến với chúng ta. Hồng Duy, Xuân Trường, không, đó là Công Phượng. Thành Trung được vào sân trong trận chung kết SEA Games với Indonesia thì Thành Trung cũng là một trong những người chơi hay nhất của đội tuyển U22 Việt Nam. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn những sự lựa chọn chất lượng ở tất cả các tuyến. Hôm nay thì hàng phòng ngự đã chơi tốt và đội tuyển Indonesia chỉ có thể có một cơ hội với một cú đá từ ngoài khu vực 16m50.
quá nguy hiểm. Dường như là các cầu thủ của chúng ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ và có sự nghiên cứu thấu đáo với đối thủ để có thể tránh được những cái pha va chạm như thế này. Kinh nghiệm từ những trận đấu khi còn rất trẻ của thế hệ hiện tại bên phía đội tuyển Việt Nam giúp chúng ta tỉnh đòn. Thưa quý vị, sau khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp có được những bàn thắng vào lưới của Indonesia thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn để chúc mừng và biểu dương các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Lời chúc mừng này cùng với lá thư động viên trước khi đội lên đường thực sự có rất nhiều ý nghĩa với thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Văn Thanh. Cả các cầu thủ chúng ta, từ cầu thủ được đá ngay từ đầu cho đến những người vào sân từ ghế dự bị đều đã chơi hay ở trong trận đấu hôm nay. Văn Thành đã chơi xuất sắc. Và dấu ấn lớn nhất chính là bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của đội tuyển Indonesia. Nếu Văn Thành tiếp tục đá như thế này thì ngay cả khi Trọng Hoàng trở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn cũng sẽ phải cân nhắc. Trọng Hoàng sẽ mang đến sự mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở việc hỗ trợ phòng ngự. Nhưng những gì Văn Thành thể hiện đến lúc này thực sự cho thấy là những miếng đánh của đội tuyển Việt Nam dọc biên phải đã có một sự kỳ vọng rất lớn mà huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho cầu thủ áo số 17 của chúng ta. Và có thể thấy khuôn mặt lo lắng của ông Park Hang-seo khi Văn Thành bị đau. Park Hang-seo cho rằng đó phải là một tình huống đáng nhận thẻ phạt của cầu thủ Indonesia. Nhưng cũng giống như nhiều tình huống ở hiệp 1, không có thẻ vàng nào cả. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Và một con số 4 khác rất tuyệt vời là 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Indonesia. Và điểm số thứ 14 cũng đang chờ chúng ta. Quế Ngọc Hải. Quang Hải. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đứng ở ngoài đường biên và chỉ đạo rất to các cầu thủ ở trên sân. Xuân Trường. Đội bóng áo trắng không còn có thể theo người được nữa. Dường như họ đã cạn kiệt năng lượng rồi. Đường truyền quen thuộc. Hồng Duy. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới của Thái Lan. Thực sự là việc các trận đấu vòng loại World Cup bị lùi thời gian mang đến rất nhiều lợi thế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thời gian để họ hoàn thiện lại lối chơi vốn khá là xộc xệch ở giai đoạn tháng 10, tháng 11 năm 2019. Và bây giờ, sự trì hoãn đó giúp cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành chủ nhà của tất cả các trận đấu tại bảng G. Quá thuận lợi với đội bóng này. Nhưng đội bóng của chúng ta cũng sẽ là một thách thức thực sự đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ngay cả khi đội bóng này đã thể hiện được rất nhiều điều cho đến thời điểm này của vòng loại World Cup. Egy Vikri là cầu thủ tiếp theo phải nhận thẻ vàng bên phía đội tuyển Indonesia. Phút bù giờ thứ 3. Anh ơi,
Tấn Trương. Chính xác. Trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Indonesia. Một trận đấu có thể nói là rất nhàn của Tấn Trường. Mặc dù đã là gần 2 giờ sáng rồi nhưng khắp nơi nơi chiến thắng 4-0 cho đến ngày của đội tuyển Việt Nam đang tạo nên những nguồn cảm hứng cho rất nhiều những ý tưởng ăn mừng, chúc mừng của các cổ động viên Việt Nam. Và tôi có đọc được hai câu thơ cũng rất thi vị của một cổ động viên rất yêu đội tuyển Việt Nam. Năm xưa vượt tuyết Thường Châu, năm nay nắng nắng cũng đâu nản lòng. Và thực sự là trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như tại Dubai lúc này thì đội bóng của chúng ta đã vượt khó tuyệt vời. Nhưng không chỉ vượt khó là thời tiết khắc nghiệt, đội bóng của chúng ta cũng vượt qua một đội bóng chơi có thể nói là rất rắn như Indonesia. Và đến lúc này có thành quả là 4 bàn thắng và không phải nhận bàn thua nào, ngay cả khi đội bạn đã ở rất gần khung thành của Tấn Trường rồi. Và tiếng còi man cuộc đã vang lên. Một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia. Và chúng ta thấy là nhiều cầu thủ của Indonesia đã đổ gục xuống. Xin được chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo với một trận đấu quả cảm, chặt chẽ, đẳng cấp và thành công. Quý vị thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi chương trình bình luận sau trận đấu của chúng tôi.